À, kính thưa quý vị các bạn, và hôm nay thì hội của Hiếu Hiền với Lâm Vũ và anh Sang bên công ty điện tử Sujan đã về đây. Ở nơi đây là nơi địa phương là Cẩm Mỹ. Ở đây là xã gì ta? Ở đây là xã gì ạ? À, ở đây là xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ở đây là lúc trước thì Hiếu Hiền cũng đã quay một cái căn nhà cũ cho mọi người cùng xem. Thì bây giờ là được thay vào một căn nhà mới. Đây. Bây giờ thì vẫn còn đang để và đóng một cái tấm bảng lên để lưu lại cái kỷ niệm của hội với nhà. Cái nhà thấy ha, ở đây thì để cao lên, tại vì ở đây khu vực này là tới cái mùa mà mùa mưa thì nước nó sẽ tràn vô rất là cao, cho nên là cái nhà phải làm lên rất là cao. Đây là bạn Lâm Vũ và anh, đây là anh Sang bên công ty điện tử Sujan, những người cùng chung tay để tạo ra một cái quỹ ra gây quỹ để tạo ra những cái ngôi nhà trong khu như thế này. Còn đây là có đại diện của chính quyền địa phương. Đây có đại diện của xã Xuân Đông, rồi những người bên địa phương, thầy hiệu trưởng của trường gì quên rồi. Nguyễn Trãi. Ở trường Nguyễn Trãi. À, tại vì tôi không học trường đó cho nên tôi không nhớ tên. Đó, rồi có một gương mặt rất là dễ thương, đó chính là cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến. Đây là người anh kết nghĩa mà luôn luôn đồng hành cùng với Hiếu Hiền với lại bên chương trình để đây là anh Minh, bí thư đảng ủy. Dạ. Em chào anh Minh. Anh Minh là bí thư đảng ủy của xã đại hôm nay đến đây để chứng kiến cùng chứng kiến để cái buổi lễ mà mình trao nhà cho một cái hộ rất là khó khăn mà đã được coi như chúng tôi coi như là khảo sát, sau đó là mình chọn ra nơi đây là sẽ là nơi để đủ tiêu chuẩn để mà nhận ra cái căn nhà tình thương này. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy là cái tấm bảng cũng treo lên ha. Treo tới không? Không tới nhà anh Hiền lên. Không, tôi hỏi thôi. Nếu mà tôi hỏi thôi, nếu mà không tới tôi nhờ người khác. Vậy thôi chứ có gì đâu. Không tới là nhà anh Hiền liền. Không, được rồi, tôi hỏi chơi thôi. Đó, thì bây giờ mình thấy là ngôi nhà nhìn rất là khang trang ha. Bây giờ là mình mời cả nhà mình vô đây. Chủ nhà đâu? Chủ nhà ơi. Dạ, em đây. Rồi chủ nhà. Dạ. Trời, nhà ta mình đủ kia không? Rồi chủ nhà. Đây là cô. Cô. Dạ. Cô khỏe không cô? Lâu quá không gặp, cô khỏe ha? Rồi. Bây giờ thì anh tận trong nhà, anh tôi gõ cửa, anh mở cửa ra cho tôi nhìn cái sơn tụ chút xíu nha. Anh chuẩn bị chưa? Đào xin mắm. Chuẩn bị nha. Tôi làm gì cũng thấy ghê chứ á, cái gì nó phải hoành tráng lên, giờ gõ cửa nè. Vương ơi mở ra. Mẹ ơi mở ra. Xoài ơi mở ra. Xoài. Rồi bây giờ ông là cái câu cuối cùng chốt là xoài ơi mở ra. Đó. Rồi chúc mừng anh với lại ngôi nhà này. Anh thấy hài lòng không? Dạ, hài lòng. Hài lòng đúng không? Rồi mời cả nhà vô đây. Dạ. Bàn ghế là chuẩn bị sẵn, bữa nay là đại tiệc, bữa nay đại tiệc lớn luôn. Rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Đó. Là mọi người ra nhìn thấy là sẽ có cái phòng thắng trải ra. Dạ. Rồi vô đây. Phòng rộng quá. Quá rộng luôn. Quá rộng luôn. Bự luôn. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy là một không gian phòng riêng tư rất là rộng rãi. Đúng chất. Gọi là thoải mái cho một gia đình. Những cái này ở đây được rồi. Hả? Để nhắc, tôi sẽ nhắc nhở là ở cái giày là vừa rồi, đừng đẻ nữa thì sẽ đập. Đó thì ông này là làm cái toilet riêng ở bên này. Toilet riêng ngoài này. Đây là cái toilet. Chưa hoàn thiện xong cái toilet, chưa hoàn thiện xong. Chưa hoàn thiện xong. Nhưng hôm nay là ngày đẹp cho nên là giao nhà luôn. Còn ở sau này là chăn nuôi thêm.
dê thịt rồi gà là của hàng xóm chứ phải bên này. Đừng có quay lộn. Dạ hàng xóm. Dạ hàng xóm. Đây là bạn ca sĩ Lâm Vũ. Gì vậy? Đúng rồi, mình sẽ nó đúng không Vũ? Mình sẽ nhắn Vũ với lại gia đình là như đây là ở rồi, rất là đủ rồi. Đừng đẻ nữa. Đừng đẻ nữa, nó sẽ chồng. Rồi vậy thôi. Dạ, được biết thế này là em mà hiểu, luôn em hiểu lý do sao đẻ rồi. Xong rồi chiên. Anh Hiền ơi, em hiểu lý do sao đẻ rồi. Là cái hồng quà mới nhà em như thế này em xuống kia đây. Dạ. Chỉ là tất em cảm ơn tất cả các bạn nhìn luôn. Dạ. Là một làm căn nhà đó là mình chán cho gia đình đúng không? Dạ, làm hành tráng cho gia đình em rất là hạnh phúc lắm rồi. Dạ, mua thấy nhà đẹp không thôi. Đấy rồi. Dạ, đẹp không ha. Cô ăn chậu đúng không? Dạ hả? À, chủ nhà đi. Thôi bây giờ nhà đây đủ cho bao nhiêu tiền? Ok, còn bây giờ chút nữa mình sẽ quay lại với phần trong nhà. Dạ, xin mời bây giờ mình sẽ chào đón mọi người vô. Đại diện của chính quyền địa phương, đại diện của Mạnh Thường Quân, rồi đại diện cho khách mời. Mời vô. Đây. Và nhà đi vào nhà người. Đó, nhà của ta mà tôi mời cái gì? Vô. Không, bà nó có thì có, nó thử vào cái mắt kìa. Vui lên coi mặt vui lên cái chiếm này. Vô ấy là cái chiếm nhà của ta mà em cười lên chứ. Hồi xưa là tôi là huấn luyện viên đá banh của ông đó. Đừng có giỡn. Vô luôn em vô luôn đi. Vô đi lên. Vô đi. Nhà anh ta vô. Nhưng mà tao mời. Vô thành. Dạ, mời mấy anh chị vô luôn ạ. Xuân Đông này, Xuân Đông. Xuân Đông Quảng Điển. Xuân Tây là chỗ nào? À, mày mốt ráng chung là ráng kiếm thêm tiền để qua bên Xuân Tây để uống trao thêm cho bà con bên đó nữa. À, một xuống Nam xuống Bắc là cho đông biết. Chưa biết hả? Trời ơi. Ở đây mà không biết. Rồi. Chút xíu nữa sẽ quay thêm cho mọi người coi phần trao nhà nha.